sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi, mời hai em. Xin mời hai bạn. Rồi, hai bạn giới thiệu đi. Em là Hoàng Khanh, em hiện đang làm nhân viên 3D ở Sài Gòn. Làm mô hình game á chị. À, 3D đúng không? Dạ, 3D. À, 3D rồi. Mà tôi nghe nhân viên 3D, tôi không hiểu nhân viên 3D là cái gì. Rồi, còn em? Em là Tố Nhung, hiện đang làm nhân viên vẽ bách rau hoạt hình 2D. Của người 3D, người 2D hả? Sao cái cũng giống giống nhau hả? Dạ. Lúc trước là nhân viên tư vấn bảo hiểm. À. Rồi em có được cái số điện thoại của anh trai của anh Khanh. Sau em mới gọi điện thoại mời anh trai anh Khanh đến mua bảo hiểm. Cái anh Khanh quan tâm, bảo hiểm nên anh Khanh đòi đi theo. Thì lúc đó mới gặp. Nói chung là gặp là chuyện tới mình quan tâm tới có bảo hiểm thôi. Chứ mình cũng không có quan tâm tới chuyện khác nữa. Nhưng mà lúc mà vô á, mà mặc dù là mới quen anh em thôi, nhưng mà em thấy cách nói chuyện giống như là quen lâu lắm rồi, chứ không phải là mới quen, mới gọi điện thoại thôi, chưa biết mặt nữa. Người ta cái nghề của người ta mà, phải vậy người ta mới lấy lòng được khách hàng chứ. Đúng không? Không phải với mình em, với ai cũng vậy á. Sau khi mà ngồi nghe họ thảo xong, cái bắt đầu ra ngồi nói chuyện tư vấn với khách hàng á, lúc đó em thấy đẹp trai với lại thật thà, hiền quá chị. Thì em thấy anh Khanh ngồi nói chuyện mình. Anh thì cũng quan tâm tới bảo hiểm mà hồi đó giờ anh cứ ngập ngừng mà ấp úng, mà đàn ông con trai mà cầm cái áo mà xoắn lên mà nói chuyện với tụi em vậy đó chị. Bạn bị hồi hộp hay sao? À, cái đó là giống như là em không có tiếp xúc nhiều, đối với người lạ thì em cũng hơi ngại á, nên ngồi nói chuyện nó có lúng túng với ngại ngùng nhiều lắm. Vậy rồi sao thích nhau được? 2 ngày sau là tụi em có hẹn để mà bàn chi tiết. À. Bàn chi tiết về cái hợp đồng đó. Thì là hẹn ở quán cà phê đó. Thì hôm đó là Nhung có trang điểm một xíu. Vừa ngồi vô thấy Nhung cười cái là em xíu sao liền. À, đổ liền luôn. You're beautiful, it's true. Nói chung là em cứ nhìn rồi em cười hay là sao đó em cũng không biết nữa. Em nhìn anh Khanh là em biết có ý rồi, mà anh Khanh không có điện thoại cho em. Không nhát quá mà. Nhát quá, bởi vì tối đó em mới gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm khách hàng thôi. Nhưng mà tự nhiên hôm đó em gọi đại, cái nói chuyện với em tới 11 giờ. Cái em nghĩ chắc có gì vậy, mới nói chuyện tới vậy. Tại vì lúc trước anh Khanh có trao đổi là anh Khanh thường ngủ sớm lắm. Khoảng thời gian đó là thả tính, nói chung là ngày nào cũng gọi điện thoại 9 giờ nói chuyện tới 11 giờ. Rồi bao lâu mới chính thức quen nhau? Tụi em cũng không nói gì nhiều, giống như chỉ có hành động thôi. Cũng hẹn đi cà phê, xong cái chuẩn bị đứng lên đi về. Thì Nhung mới rủ em ra ngoài bờ sông dọn kiệt. Ngồi hóng mát thêm xíu nữa rồi về. Trong khoảng thời gian thả thính á, thì em biết được là Nhung có mặc cảm, mà cái tay nó hơi xấu. Thì lúc đó khi mà ra ngồi á, thì em giả bộ em đưa tay ra, em ngắm nghía. Cái Nhung mới nói là ghét ai tay đẹp hơn em lắm. Cái em mới nói vậy đâu, đưa tay ra coi xấu đẹp sao, bữa giờ chưa có thấy. Cái Dung vừa đưa tay ra cái là em giả bộ em sờ sờ giống như này chị, coi xong cái... em coi xong cái em nắm gì luôn không muốn. Cái em mới hỏi định dê em hả? Cái em mới trả lời ừ thì dê. Không, cái em để cho nắm luôn tại em thích mà. Rồi vậy là lúc chính thức quen nhau. Rồi, khi nào đầu tiên hôm vào một đêm trăng lãng mạn. Wow, đang đến ngày rằm mới chịu hả? Ở bên đó là em ở bên quận 7 á chị, ở khu chung cư thì ở phía trên có cái sân thượng đó. Thì bữa đó là đi cà phê hoài em sợ Nhung chán, nên em mới rủ nó, không nói trăng đẹp nữa. Nó rủ thôi lên sân thượng nhà anh chơi, trên nó trăng thanh gió mát. Ngắm cảnh nó cũng nó lãng mạn. Lên trên đó thì ngồi tâm sự xong cái gió tưởng mát mà không mát thì xong cái mới ngồi sát vô, nên là tức cảnh sinh tình. Tức cảnh sinh tình cái hôn là do nó lạnh thôi, chứ còn không chưa lạnh là cũng chưa có hôn đầu tiên nữa. Cuối cùng cũng được rồi. Hai bạn quen nhau bao lâu rồi? Khoảng 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi, vậy có cái chuyện dở khóc dở cười gì không? Vui thì hôm đó là cũng qua nhà em chơi, nhà em có cái công viên. Thì cũng hay qua đó chơi cho nó mát. Rồi thì vừa quài vô cái chỗ gửi xe á, thì gặp ngay bố em. Em vừa mới kêu cái là bố kìa, cái em quay lại là Nhung phi xuống xe hồi nào rồi. Trốn ở sau mấy cái xe á. Ủa sao bạn phải trốn? Em ngại anh, tại vì lúc đó em mặc đồ không có đẹp. Với lại mà em chưa có chuẩn bị tâm lý á. Cái anh Khanh nó vừa thấy bố kìa, để em phóng xuống mất tiêu liền, trốn mất tiêu liền. Rồi sao nữa, rồi có vô nhà không? Hả?
không? Không vô, tới lúc đó là em vô em chào bố xong rồi em mới mắt nhung ra. Tại vì gặp người lớn thì cũng phải chào chứ trốn trốn chị em thấy không hay, không thích. Chung không có chuyện gì phải trốn hết trơn. Thì em mới mắt ra để mà chào thì bố em cũng mời lên nhà nhưng mà cũng tùy chỗ khéo rồi. Chỉ qua chơi sân thượng với qua chơi công viên thôi. Lên sân thượng cái hung rồi ra công viên trốn tìm thôi chứ còn không có vô nhà. Rồi bây giờ vô nhà chưa? Vô nhà chưa? Vô rồi. Vô rồi đúng không? Bao lâu thì mình thưa chuyện với hai bên gia đình? Đầu tiên là dẫn về cái mắt nhà bạn mẹ của bạn em trước. Thời tất đó là chưa có hung luôn, chưa có hung đâu. Chưa hung mà dẫn gì ra mắt rồi? Dạ, tại vì Nhung nói là cái mẹ khó lắm. Nói chung là phải chịu mới cho hung. Không, chịu thì mới tiếp tục, còn không thì thôi. Mà về là chịu không hay là có phản ứng gì không? Dạ, nói chung là tụi em may mắn là hai bên gia đình không có ai cấm cản phản đối gì hết. Về là chịu luôn. Dạ. Trong lúc mà hai bạn quen nhau trong suốt thời gian qua có bao giờ mà cãi nhau cái trận nào mà lớn thì lớn chưa? Chia tay gì chưa? Không luôn. Tụi em nói chung là cũng là quan điểm là dù có giận cách máy thì cũng không có nói chia tay. Nói được là một lần thì nhiều hoài. Khi nó hoài thì có ngày chia tay thiệt. Mà giận dữ nhất là lúc nào? Có một lần Nhung là có cái bao tử hơi yếu, ăn nó không có tiêu. Hôm đó thì buổi chiều đói bụng mà không có gì ăn hết. Bạn Nhung mới mua cho hai cái bánh xôi chiên á. Ăn vô xong cái no ngang. Cái về bỏ ăn cơm. Thì em mới sợ là ăn bỏ bữa vậy nó không có tốt. Em mới nhắn tin em nhắc nhở rồi em nói là lần sau rút kinh nghiệm. Nhưng mà em nói hoài. Em nhắn hoài, có vụ đó hoài luôn. Em nói vậy nè, nói là bây giờ mấy chị ở nhà có nấu cơm cho Nhung ăn mà bây giờ ăn mà về bỏ bữa vậy, bỏ đâu ăn nó phí, rồi mấy chị cũng buồn nữa. Nhung mới nhắn tin lại một cái, em nói là chị thôi mốt kêu mấy chị đừng nấu, mang ngoài. Nhưng mà cái cách Nhung nói lại nó làm em hơi buồn. Em mới nhắn tin đó là bé làm anh buồn. Cái lúc đó Nhung mới nhắn tin là khóc rồi, em muốn sau này anh đừng có buồn em nữa, đừng có giận em nữa. Em làm cái gì có sai cũng đừng có buồn, đừng có giận em. Em nói đâu không có được. Tập sai phải giận chứ. Sai thì mình phải nói, hay là cái buồn là cái cảm xúc mà nó không buồn là xạo đâu có hớ được. Rồi Nhung cũng hay buồn vậy hoài. Em hay buồn vơ vơ cái em đổ thừa cho anh Khanh. Cũng mệt lắm á nha, mấy cái đó cũng mệt mỏi lắm á. Mình đã cảm nhận hết về nhau, biết hết tính xấu của nhau chưa? Nhung có cái là hay tự ti về bản thân. Nói chung là hay lên mạng coi mấy cái một tâm sự, là người ta tâm sự về chuyện bị ngoại tình rồi bạo lực gia đình. Nói chung là xấu, mấy cái người ta tâm sự xấu cái là suy nghĩ là sau này mình nó sao vậy cái nói em chi cực với em đừng có tự coi mình làm cái khổ đó mình chứ vậy. Mấy cái đó đôi khi là không có thiệt đâu, tự nhiên người ta suy nghĩ, người ta tưởng tượng, người ta viết lên á cho anh giật tít lên để cho em đọc thôi chứ nó không có thiệt đâu. Em cứ sợ vậy không, tại đẹp trai anh Khanh như vậy là tốt nhất cho em, tại vì em muốn gì anh Khanh cũng chịu hết, vậy là được. Từ đây đến ngày cưới hai bạn còn có những khó khăn gì nữa không? Anh Khanh thì ở chung nhà bố mẹ, em ở trọ. Hiện tại hai đứa cũng đang cần tiền để mà hai đứa cưới xong thì sẽ ở riêng. Thì là ở riêng chứ không ở chung với gia đình chồng. Em thì muốn ở chung nhưng mà không được ở. Ủa sao kỳ vậy? Là gia đình nhà không nhỏ, cho. Nhà chồng. Dạ tại em ở chung cư, em còn ông anh nữa. Có khó khăn là vậy nè, là ông anh em là mới sinh một bé. Bây giờ thì em vẫn ở chung trong nhà nhưng mà hãy lấy nhau thì em phải ra riêng. Dạ. Nói chung là lo ổn định kinh tế đúng không? Bây giờ đến với chương trình này, hai bạn còn điều gì muốn dành cho nhau, muốn nói với nhau nữa không? Em hy vọng là tình yêu của anh sẽ dành cho em mãi, đến sau này dù em có xấu cỡ nào nữa. Em chỉ sợ anh hết thương. Nhất trí luôn. Em bớt đọc mấy một tâm sự lại là còn thương hoài thôi. Còn em thì hôm nay em có một món quà nhỏ tặng. Gì đây? Lâu lắm mới được tặng quà. Bé mở ra đi. Không ai tặng quà chị kêu bé mở ra đi. Em thích nhất là xương rồng hoặc là cái sen đá này nè chị, nhưng mà từ trước tới giờ em chưa có cơ hội để em mua. Mày giống như cái gì cả em? Dạ cây thiệt. Cây thiệt. Cái này là hồi trước là Nhung có nói là em thích cái này lắm, nhưng mà đợi chừng nào mà hai đứa cưới nhau xong rồi có nhà thì cùng đi mua chung.
Nhưng mà hôm nay nhân chương trình này, tham gia chương trình thì em mua tặng trước họ đi, rồi sau này về mua cái bông lớn hơn. Cái này nhỏ thôi, để ở trên góc công ty nó đẹp lắm. Dễ thương. Em có cảm xúc gì không? Chị chúc mừng em. Hai em có một tình yêu rất là đẹp. Dù về đời sống kinh tế hay nó vẫn còn những cái khó khăn ở phía trước ha. Mình cũng đã có nhắm cái ngày tiến tới hôn nhân rồi. Thì bây giờ mình cứ thế là mình nắm chặt tay nhau, mình đi từng bước thôi. Cuộc sống thì có rất là nhiều cái khó khăn ở phía trước. Với những gì tụi em kể thì chị thấy nó cũng còn rất là nhiều cái khó. Nhưng mà chị tin là với một cái tình yêu nó đủ sự chín mùi, quan tâm và chăm sóc đến với nhau á, thì hai em sẽ vượt qua hết. Chúc mừng hai em. Chào bạn.